Chapter 4. Then Purna Maitreya Yan Niputra arose from his seat in the midst of the great assembly, uncovered his right shoulder, knelt on his right knee, put his palms together respectfully and said to the Buddha. Lúc bấy giờ, từ trong đại chúng thì tôn giả Phú Lâu Na Jidana Ni Tử arose from his seat, từ chỗ ngồi đứng dậy. Từ trong đại chúng, in the midst of the great assembly, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, uncovered his right shoulder, lệch vai áo bên phải, tỏ bày vai bên phải, knelt on his right knee, quỳ đầu gối chân phải, quỳ xuống đất. He put his palm together respectfully, là chắp tay cung kính, bạch Phật rằng, said to the Buddha, the most virtuous and awe-inspiring world on earth one has for the sake of living beings espouted the primary truth of the first common with remarkable eloquence. Cái bạch với Phật rằng là Đức Thế Tôn có oai đức lớn. Most virtuous and awe-inspiring world on earth one. Đức Thế Tôn có oai đức lớn, đã khéo léo vì chúng sinh, for the sake of living beings espouted the primary truth, đã khéo léo vì chúng sinh diễn nói pháp chân thật rốt ráo cùng tột của Như Lai, primary truth of the first common with remarkable remarkable eloquence là cái gì, cái khéo léo, tức là biện tài khéo léo vì chúng sinh diễn nói pháp chân thật rốt ráo cùng tột của chư Phật. For the primary truth of the first common. Pháp chân thật rốt ráo cùng tột của chư Phật. The world honored one often singles me out as the foremost among speakers of Dharma. Thế Tôn thường dạy rằng cho những người thuyết pháp, thường thuyết pháp thì con là người đứng đầu. The world honored one often singles me out as the foremost among speakers of Dharmas. Đức Thế Tôn thường dạy rằng cho những người thuyết pháp thì con là người đứng đầu thuyết pháp bậc nhất. But now when I hear the wonderful and subtle expression of the Dharma, I am like a deaf person who at a distance of more than 100 paces tries to hear a mosquito which in fact cannot be seen, let alone heard. Nhưng mà giờ đây, khi mà như hôm nay con nghe pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn, when I hear the wonderful and subtle expression of the Dharma, khi con nghe pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn thì con thấy mình giống như là I am like a deaf person, con giống như là một cái người điếc, mà who at a distance of more than 100 paces, mà bước ra xa ngoài 100 bước để nghe, thì tries to hear a mosquito, bước ra người điếc mà đứng cách xa khoảng 100 bước cố gắng nghe cái tiếng muỗi, để nghe, bước ra sang ngoài trăm bước để nghe cái tiếng muỗi vo ve, tries to hear a mosquito which in fact cannot be seen, và cái tiếng này đấy thì cũng như là không thể nhìn thấy được, chứ huống nữa là nghe, in fact cannot be seen, let alone heard, hình dáng còn không thấy được, chứ huống gì là phải nghe được tiếng. World honored one, although Ananda and those like him have become enlightened, they have not yet cast out their habits and outflows. Bạch Thế Tôn là mặc dù Ananda và những bậc tu hành mà giống ngài Anan thì đã chỉ bày rõ ràng rồi, nhưng mà họ vẫn chưa cast out their habits and outflows, nhưng mà vẫn chưa dứt trừ được những cái thói quen và những cái tập khí, habits là những cái tập khí và chưa được vô lậu. We in the assembly have reached the level of no outflows. Yet, although we have no outflows, we still have doubts
About the drama we have now heard, the first come on speak. Thế còn chúng con ở trong trong đại chúng thì đã chứng được cái quả vô lậu rồi. Nhưng mà đã chứng được vô lậu rồi yet, nhưng mà vẫn còn này, although we have no afflos, mặc dù chúng con đã chứng được vô lậu nhưng we still have doubts, con vẫn có những cái nghi hoặc, con vẫn có nghi hoặc về cái pháp mà Thế Tôn vừa we have now heard the first common speak, mà chúng con vẫn còn những cái nghi hoặc mà về cái pháp mà Thế Tôn vừa vừa nói. World on it one, if all the sense organs, sense objects, skandhas, places and realms in all the world are the treasury of the first come one, originally pure, why do all conditioned appearances such as the mountains, the rivers and the great earth suddenly arise? Bạch Thế Tôn là nếu như mà nếu như mà tất cả các cái thứ căn trần ấm xứ giới, tất cả các thứ này, căn này, sense organs, sense objects, căn trần, sense objects là trần, skandhas là năm uẩn, places, xứ, and realms, giới, tất cả các thứ căn trần ấm xứ giới trong trên thế gian, trong thế gian đều là treasury of the first come one, đều là Như Lai tạng. Originally pure, xưa nay vốn thanh tịnh. Why do all conditioned appearances? Thế thì tại sao các tướng hữu vi, tại sao các tướng hữu vi như núi, sông, đất, liền? All conditioned appearances such as mountains, núi, the rivers, sông, and the great earth, và đại địa. Thì bỗng nhiên lại xuất hiện. Đột nhiên, bỗng nhiên lại xuất hiện. Bạch Đức Thế Tôn, như Đại Đức A Nan cùng chư huynh đệ, tuy đã khai ngộ nhưng mà tập khí hữu lậu vẫn chưa diệt trừ. Còn như chúng con ở trong pháp hội này là những người đã lên hàng vô lậu, đã dứt trừ hết các lậu hoặc. Vậy mà hôm nay nghe pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn vẫn còn mắc phải những cái điều nghi hối. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả các thứ căn trần, ấm xứ giới vân vân trong thế gian đều là Như Lai tạng, xưa nay vốn thanh tịnh, thì tại sao bỗng nhiên lại sinh ra các tướng hữu vi, núi sông đất liền, tuần tự trôi chảy, tiếp nối không ngừng? Đó là bản dịch của Ngài Hạnh Cơ. Moreover, the first common said that earth, water, fire and wind are by nature perfectly fused, are all pervasive in the Dharma realm and are all tranquil and everlasting. Và hơn thế nữa là Đức Thế Tôn còn dạy rằng đất nước lửa gió tánh vốn viên dung, are by nature perfectly fused. Tánh vốn, bản tánh của chúng vốn là viên dung, are all pervasive in the Dharma realm. Đều là gì? Bao trùm khắp pháp giới. And are all tranquil and everlasting. Trong lặng, thường trụ, tranquil, tức là vắng lặng và thường trụ. World on it one, if the nature of earth is pervasive, nếu như mà bản tánh của đại địa là trùm khắc, nếu tánh của đất là trùm khắc, how can it contain water, thì làm sao mà lại dung, nó chung dung chứa được nước. Nếu tánh đất trùm khắc thì tại sao, làm thế nào mà nó có thể dung chứa được nước? If the nature of water is pervasive, then fire does not arise. Nếu như mà tánh của nước mà trùm khắc thì lửa sẽ không thể sinh ra được, không thể phát sinh. Further, how do you explain that the natures of fire and water can each pervade empty space without displacing one another? Vậy thì tại sao Đức Thế Tôn lại nói rõ ràng rằng hai tánh của nước và lửa đều trùm khắp hư không? Can each pervade empty space without displacing one another, mà không xâm chiếm và tiêu diệt lẫn nhau? World on it one, the nature of earth is solid, the nature of emptiness is penetrating. Bạch Thế Tôn, tánh của đất thì là chướng ngại. The nature of earth is solid. Và tánh của hư không thì là thông rỗng. Thông rỗng.
How can they possibly evade the Dharma realm? Làm thế nào mà chúng có thể trùm khắp pháp giới? How can they both cả tầm làm thế nào mà cả hai chúng đều trùm khắp pháp giới? I don't know where this doctrine is leading. Con vẫn chưa hiểu thấu và cái nghĩa lý này. Con vẫn chưa biết hiểu thấu cái nghĩa lý này hoặc đây là gì đấy. Where this doctrine is leading. Con không biết, con chưa hiểu được cả cái nghĩa lý này sẽ dẫn đến đâu. I only hope the first command will compassionately explain in order to rend the clouds of confusion in me and among the great assembly. Cúi mong Đức Thế Tôn khởi lòng đại từ compassionately explain, khởi lòng đại từ mà giải thích cho chúng con, giải thích cho cùng chúng con, khai thị cho chúng con. In order to rend the clouds of confusion, là phá tan cái đám mây mê muội cho con và cả đại chúng. Rend the clouds of confusion, phá tan cái đám mây mê muội ở trong đại chúng. After saying this, he made a full prostration and respectfully and expectantly awaited the first command's unsurpassed compassionate instruction. Sau khi nói lời đó xong, thì ngài gieo năm bước sát đất. Made a full prostration và respectfully một cách rất là kính ngưỡng, and expectantly là rất là khát ngưỡng và kính, rất là mong chờ. Awaited the first command và chờ nghe lời dạy từ bi vô lượng vô thượng của Đức Phật. Awaited the first command's unsurpassed vô thượng compassionate từ bi và instruction là lời khai thị từ bi vô thượng của Như Lai. The world honored one then told Purna and all the arhats in the assembly who had extinguished their outflows and had reached the level of no study. Bây giờ Đức Phật bảo Phú Lâu Na và các vị A-la-hán, told Purna and all the arhats in the assembly who had extinguished their outflows, đã dứt sạch các lậu hoặc, had reached the level of no sati và đã chứng được cái quả vô học. Bảo với Phú Lâu Na và tất cả các vị A-la-hán ở trong chúng hội mà ngài đã dứt trừ, những người mà đã dứt trừ được lậu hoặc và đạt được quả vị vô vô học. Today, the first command will explain in depth the true supreme meaning within the supreme meaning in order to cause all of you in the assembly who are fixed neutral sight hearers and those arhats who have not realized the two kinds of emptiness but are dedicated to the superior vehicle as well as the others to obtain the place of still extinction, the one vehicle, the true Aranya, the proper place of cultivation. Listen attentively and I will explain it for you. Hôm nay Như Lai sẽ chỉ dạy cho các ông chỉ bày cái tánh, explain in depth, chỉ bày rất là sâu, rất là kỹ cái the true supreme meaning, chỉ bày cái thắng nghĩa chân thật, chỉ bày cái tánh chân thắng nghĩa, supreme meaning within the supreme meaning, tức là thắng nghĩa, chỉ bày tánh chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa. In order to cause all of you, khiến cho khắp toàn thể đại chúng, tức là khắp các ông, all of you in the assembly, khắp toàn thể đại chúng, who are fixed neutral sound hearers, những người mà người thanh văn, định tánh thanh văn, fixed nature là định tánh, sound hearers thanh văn, những người vẫn là định tánh thanh văn, hoặc là những A-la-hán mà đã gì, who have not realized the two kinds of emptiness, mà cho hàng định tánh thanh văn và tất cả các vị A-la-hán mà chưa chứng đắc đạo lý hay không, those arhats who have not realized the two kinds of emptiness, chưa chứng đắc được đạo lý hay không, but are dedicated to the superior vehicle. Nhưng mà hồi tâm hướng lên
Phật thừa, tối thượng. Dedicated to the superior vehicle, tức là đại thừa tối thượng, as well as the others, và cả những người khác nữa. To obtain the place of spiritual instruction, đều được chỗ tu hành chân thật, hoàn toàn vắng lặng. Obtain the place of spiritual instruction, cái tịch diệt vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng của cảnh giới tịch diệt. With the one vehicle của nhất thừa, the true Aranya. Cảnh giới gì? A-lam-nhã, chân A-lam-nhã. The proper place of cultivation. Đều là những cái cảnh giới tu rất là chân thật, đúng đắn. Listen attentively, hãy lắng nghe cho thật kỹ. And I will explain it for you. Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Hôm nay Như Lai sẽ khắp toàn thể hội chúng chỉ bày tánh chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến cho hàng định tánh thanh văn và tất cả các vị A-la-hán chưa chứng đắc đạo lý hay không, hồi tâm hướng lên Phật thừa tối thượng, được chỗ tu hành chân thật, hoàn toàn vắng lặng của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Các ông hãy lắng nghe và ta sẽ vì ông mà nói. Pona and the others, revering the Buddha's expression of Dharma, listened silently. Tôn giả Phú Lâu Na và cùng đại chúng kính vâng lời Phật dạy, yên lặng lắng nghe. Pona and the others, Phú Lâu Na và toàn thể và những người khác trong toàn thể đại chúng, revering the Buddha's expression of Dharma, kính vâng lời dạy, lời Phật dạy, listen silently, và yên lặng và nghe. The Buddha said, Puna, you have asked why infinite amounts of purity, the mountains, the rivers, and the great earth suddenly arise. Phật bảo, Đức Phật dạy rằng là gì? Đức Phật bảo rằng, Phú Lâu Na, ông vừa hỏi là, như thầy vừa hỏi là, tại sao mà xưa nay vốn thanh tịnh, thế tại sao bỗng dưng lại sinh ra núi sông đất liền? You have asked why in fundamental purity the mountains, the rivers and the great earth suddenly arise. Tại sao xưa nay vốn thanh tịnh mà bỗng dưng lại sinh ra núi sông đất liền? Have you not often heard the first comment about upon the wonderful light of the enlightened nature and the bright wonder of the fundamental enlightenment? Thế thầy vậy thầy không thường nghe Như Lai dạy tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? You have not often heard this comment about upon the wonderful light. Tức là tánh giác, wonderful light of the enlightened nature. Tánh giác là diệu minh, wonderful light là ánh sáng vi diệu. Ánh giác là ánh sáng vi diệu, ánh sáng là tánh giác là diệu minh. And the bright wonder of the fundamental enlightenment, và bản giác the fundamental enlightenment, bản giác the bright wonder là minh diệu. Bản giác là minh diệu, hay là cái minh diệu của bản giác. Hay sao? Ánh sáng vi diệu, minh diệu của tánh giác và cái minh diệu của bản giác. Minh diệu của tánh giác và tánh giác của diệu minh. Upon the wonderful lights of the enlightened nature and the bright wonder of the fundamental enlightenment. Diệu minh của tánh giác và minh diệu của bản giác. Perna said, yes,
Won't honored one, I have often heard the Buddha expound upon this subject. À, Ngài Phú Lâu Na, Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con thường được nghe Thế Tôn dạy như vậy. Yes, won't honored one, I have often heard the Buddha expound upon this subject. Vâng, thưa Thế Tôn, con thường nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy. The Buddha said, you speak of the light of enlightenment. Bạch Thế Tôn, con thường được nghe Thế Tôn dạy như vậy. Phật dạy là ý thầy thế nào khi nói là the light of enlightenment, tức là ánh sáng của cái sự giác ngộ. À, tức là giác minh. Ánh sáng của sự giác ngộ, giác minh. Is it that the natural light is called enlightenment? Tức là có phải do là nó thường, nó tự nhiên nó sáng cho nên nó gọi là giác hay là không? Vì tánh giác vốn tự sáng nên gọi là giác. Is it that the natural light is called enlightenment? Vì tánh giác vốn tự sáng nên gọi là giác. Or are you saying that enlightenment is initially without light and that then there is a so-called brightening of the enlightenment? Hay là tánh giác vốn tự sáng nên gọi là giác? Hay là vì tánh giác thì vốn không tự sáng, initially without light, tánh giác vốn từ đầu là không sáng, vốn không tự sáng, mà phải dùng tánh minh, tức là phải có một cái tánh sáng, there is a so-called brightening, phải dùng tánh minh soi sáng mà gọi là minh giác. À, phải dùng tánh minh soi sáng vào mà gọi là minh giác. Purna said, if the absence of light is called enlightenment, then there is no light whatever. Ngài Phú Lâu Na mới thưa rằng là gì? Cái giác thể này không nhờ được soi sáng minh thì chỉ gọi là giác mà thôi, chứ không có cái gì là minh cả. Tức là nếu như mà có sự vắng lặng của ánh sáng, tức là nếu không có ánh sáng gọi là giác thì sẽ không có, there's no light whatever. Cái thể giác này không nhờ được soi sáng thì chỉ gọi giác mà thôi, chứ không được gọi là minh. The Buddha said, if there is no bright enlightenment without light added to it, then it is not enlightenment with it. And it is not light without it. The absence of light is not the still bright nature of enlightenment either. Phật nói, Phật dạy rằng là nếu như không nhờ được soi sáng thì không phải là minh giác. If there is no bright enlightenment, nếu như không nhờ được soi sáng, without light added to it, nếu như không có minh giác, khi mà không có ánh sáng chiếu vào nó, nếu không nhờ được soi sáng thì không phải là minh giác. Then it is not enlightenment with it. Thế thì sẽ không gọi là giác mà khi mà có nó. Vậy thì ý nghĩa đích thực của giác và minh đều mất hết. And it is not light without it. Then it is not enlightenment with it. And it is not light without it. Nếu vậy thì sẽ không có giác. Sẽ không có giác khi mà có nó, và sẽ không có sáng khi mà không có nó. Chứ nếu như mà khi mà không có minh giác, không có cái sự ánh sáng của giác ngộ, mà khi không có ánh sáng chiếu vào, khi không có ánh sáng chiếu vào thì sao? Thì sẽ không có cái sự giác ngộ khi mà có nó, và sẽ không có ánh sáng khi mà không có nó. Nếu không nhờ được soi sáng mà không phải minh giác, nếu vậy thì ý nghĩa đích thực của giác và minh đều mất hết. Vì sao? Tánh giác mà phải được soi sáng thì không phải là tánh giác. Và nếu không được soi sáng thì tánh giác ấy không sáng. Tánh giác mà được soi sáng thì không phải là tánh giác. It is not enlightenment with it. With it tức là được soi sáng. Tánh giác mà phải được soi sáng thì không còn gọi là giác nữa. Và nếu không được soi sáng thì tánh giác ấy không sáng. It is not light without it. Tức là không được soi sáng. It ở đây là sự soi sáng. Không sáng. Không được soi sáng thì tánh giác ấy không sáng. Mà tánh giác mà phải được soi sáng thì không phải là tánh giác.
Okay. The absence of light is not the still bright nature of enlightenment either. Mà không sáng thì lại không phải là tánh giác vốn trong lặng sáng suốt. The absence of light is not the still bright nature of enlightenment either. Cái tánh giác vốn trong lặng sáng suốt đấy mà lại không có không có tánh giác và không có sáng. Không sáng thì không phải là tánh giác vốn trong lặng sáng suốt. The nature of enlightenment is essentially bright. It is false for you to make it bright enlightenment. Cho nên tánh giác mà phải được soi sáng như thầy nói đó chỉ là tánh giác và tánh sáng của vọng tưởng phân biệt. The nature of enlightenment is essentially bright. Cái bản tánh tánh của giác vốn dĩ là sáng. Tánh của giác thì vốn dĩ là sáng rồi. The nature of enlightenment is essentially bright. Tánh của giác thì vốn dĩ là sáng rồi. Cho nên là it is false for you. Tức là ông đã nhầm, ông đã sai lầm rồi khi mà làm cho tánh giác được sáng, hay là khi là chiếu thêm ánh sáng vào cho tánh giác, hay là làm cho tánh giác được sáng. Tức là tánh ông khi mà ông nói là tánh giác mà phải được soi sáng thì tánh giác và tánh sáng là của vọng tưởng phân biệt. Enlightenment is not something that needs to be made bright. Once that is done, an object is established because of this light. Once an object is falsely set up, you as a false subject come into being. Cái sự tánh giác, enlightenment, cái giác thì is not something that needs to be made bright. Bản thân nó đã sáng rồi và nó không phải là một cái thứ mà cần phải được soi, cần phải được soi sáng. Và khi mà ông, for once that is done, khi mà lại lấy một cái ánh sáng soi vào cái tánh giác, an object is established because of this light, thì có một cái vật được hình thành. Có một cái vật được hình thành. An object is established because of this light. Có một cái vật được hình thành bởi cái sáng, ánh sáng chiếu vào đó. Once an object is falsely set up, và khi mà cái vật này nó được thành lập một cách rất là nhầm lẫn như vậy, you as a false subject come into being, và ông như là một chủ thể nhầm lẫn được hình thành. Thật ra tánh giác vốn tự sáng suốt chứ không phải nhờ được soi sáng thì nó mới sáng. Có nghĩa là tánh giác không phải là cái sở minh do vọng tưởng phân biệt, mà tánh giác trở thành cái sở minh do cái sở minh đã hư vọng lập nên mà sinh khởi cái năng minh hư vọng nơi thầy. Tức là người ta dùng ở trong bản dịch từ tiếng Hán thì người ta dùng sở minh và năng minh. Object. An object is established because of this light. À, đây chính là sở minh được hình thành, đúng không? Thế còn, once an object is falsely set up, khi mà cái sở minh đã được nhầm lẫn, được sinh ra một cách nhầm lẫn như vậy, thì cái năng minh, subject, người ta dịch là năng minh, một cái năng minh hư vọng được hình thành nơi, nơi thầy, nơi thầy. Okay.